Xin chào mọi người cùng đến với channel của Sàn Crypto. Hôm nay là thứ năm ngày 19 tháng 1 của năm 2023. Thì sau vài ngày mọi người thấy là thị trường đã có những sự màu sắc xanh, rất là xanh ha. Và một số những đồ ăn coin thì tăng trưởng rất là mạnh. Nhưng mà mọi người thấy là vào trong thời gian như là sáng hôm nay thì thị trường của chúng ta thì đa phần đều hoàn toàn là màu đỏ ha. Thì có những cái đồng mà trong thời gian vừa rồi có những sự tăng trưởng mạnh, ví dụ như là FTT hoặc là HED ha. Hiện tại những đồng mà tăng trưởng mạnh trong một thời gian ngắn thì đó cũng sẽ là những cái đồng có những cái sự điều chỉnh là khá là lớn hơn. Thì hiện tại thì mình thấy là xem qua là cái chỉ số tham lam và sợ hãi của tình hình thị trường ở trong thời gian vừa qua thì đã có những khoảng thời gian là chỉ số tham lam và sợ hãi thì nó đã vượt lên cái vùng là trung tính hơn, là với cái mức điểm tương ứng là khoảng là 52 điểm. Thì cũng đã rất là lâu rồi thì thị trường chúng ta thì mới trở lại cái chỉ số tham lam và sợ hãi là ở vùng trung tính à. Thì mình nhớ là đâu đó là vào khoảng thời gian ở những khoảng thời gian như là tầm tháng tháng 4, tháng 5 à. Tháng 5 sau khi cái vụ sụp đổ của Luna đó, là lúc đó thị trường chúng ta thì mới nằm ở cái vùng trung tính à. Và sau đó thì sau cái khoảng thời gian như là vụ sụp đổ của Luna vào khoảng thời gian khoảng tầm là tháng 5 thì mọi người thấy là cái chỉ số tham lam và sợ hãi này thì có những khoảng thời gian nó tụt xuống những mốc như là 6 đến 7 điểm à, là ở vùng sợ hãi tột độ. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì khi mà thị trường đã có những cái sự phục hồi lại đáng chú ý nha, và những sự vô mô nhất định thì hiện tại thì chỉ số tham lam và sợ hãi của chúng ta thì nó cũng đang nằm ở cái vùng gần như là trung tính nha, là với cái mức điểm tương ứng khoảng là 45 điểm. Thì như thường lệ thì ở trong đồng Bido thì mình sẽ là điểm qua những cái thông tin là mình thấy là nổi bật tịch của tình hình thị trường trong thời gian qua ha. Thì vào thời gian như là tối qua thì thị trường chúng ta cũng có một cái thông tin là Genesis thì đang có thông tin là sắp tuyên bố phá sản nè. Thì với cái khoản nợ của Genesis thì đâu đó rơi vào khoảng tầm là 3 tỷ đô la ha, mà trong đó thì có khoảng là 900 triệu đô la là tương ứng với cái số tiền là của người dùng của bên sàn Gemini họ nắm giữ ha. Thì Genesis thì ở những thông tin thời gian trước thì mọi người cũng đã biết rồi, thì nó cũng đang nợ tiền của Gemini, và ở trong những thời gian vừa qua thì cũng không có thông tin đúng không, thì nó cũng lắng xuống. Và hiện tại thì Genesis thì đang có thông tin là họ là sắp sửa tuyên bố phá sản nè, và cái số tiền mà khoảng là 3 tỷ đô la một là một cái số tiền là tương đối là lớn nè. Và hiện tại thì chúng ta cũng cùng quan sát theo dõi xem là ở những khoảng thời gian tới thì xem là động thái của DCG hay còn gọi là Digital Currency Group, là một cái công ty mẹ của không chỉ Genesis đâu, của cả Grayscale cũng như là của cả Coindesk ha, và một công ty về thợ đào cũng tương đối là lớn, để xem là DCG là Digital Currency Group có bán một số lượng tài sản để nhằm trả nợ cho công ty con của họ là Genesis hay không ha. Thì một cái điều mà chúng ta phải hết sức chú ý ha, là DCG thì có công ty con là công ty Grayscale, và cái số lượng mà GBTC mà Grayscale nắm giữ thì đang ở mức khoảng là hơn 600.000 GBTC ha. Mọi người nên nhớ là GBTC là cái số BTC ở ở gọi là nó thuộc ở dạng như là chứng khoán này, chứ không phải là một GBTC bằng một BTC đâu. Nhưng mà nếu mà cái số lượng mà GBTC được bán ra thị trường ha, thì nó cũng sẽ là ít nhiều bị thị trường sẽ bị chịu ảnh hưởng ha. Thì tiếp đến thì chúng ta cũng sẽ là xem về cái tình hình biểu đồ chart ta. Mọi người thấy là trong thời gian qua thì chỉ số của chứng khoán của Mỹ ở đây là S&P 500 thì nó cũng có một ngày hôm qua là một ngày điều chỉnh đúng không? Thì ngoài cái thông tin là Genesis ra thì cũng đang có thông tin là Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ thì đang có kế hoạch là thực thi hành động pháp lý liên quan đến crypto ha. Thì ở đây là sàn Bit, có tên là sàn Bit Lanto ha, là một sàn của Nga. Thì mình thấy là cái sàn này thì trước giờ mình cũng chưa có nghe thông tin đâu, nhưng mà cái điều này thì cũng là một cái thông tin là khá tương đối là xấu thôi đối với tình hình hiện tại của thị trường. Thì chúng ta cùng xem qua một vài những cái thông số là tiêu biểu của thị trường, ví dụ như là total là tổng vốn hóa thị trường thì trong thời gian qua thì nó cũng vượt lên cái mốc khoảng là 970 tỷ đô la ha, và nó cũng chưa chạm đến cái mức khoảng là 1.000 tỷ đô la. Mốc 1.000 tỷ đô la là một cái mức là của cả thị trường ha, thì chúng ta có thể là chú ý, tại vì cái mốc này là cũng giống như là một cái mốc kháng cự của thị trường, và cũng trùng với lại cái mốc 1.000 đô la là một cái mốc cái vùng là gọi là cái vùng tâm lý của thị trường ha. Và trong thời gian qua thì total nó vẫn chưa có vượt qua cái vùng này ha, và hiện tại thì nó cũng đang có những cái sự gọi là điều chỉnh lại nhất định sau khi mà thị trường chúng ta đón nhận một số những cái thông tin gọi là tương đối là xấu đối với tình hiện tại của thị trường ha.
Tiếp đến thì chúng ta cũng sẽ là xem về một số những cái thông số khác ha. Ví dụ như là UDT, Domain là cái thị phần của UDT ha. Thì trong thời gian gần đây thì mình cũng đã nhắc cũng khá là nhiều về cái thị phần của đô. Thì trong thời gian gần đây mọi người thấy là cái mô dịch chuyển này của USDT thì là một cái mô dịch chuyển rất là mạnh đúng không? Mình thấy là cái mô dịch chuyển mạnh ha, mạnh hơn rất là nhiều so với lại là những cái mô dịch chuyển của nó những thời gian trước. Ví dụ như trong năm 2022, trong năm 2022 thì sau cái vụ sụp đổ của Luna ha, là mọi người thấy là sau vụ sụp đổ của Luna thì lúc đó thì cái thị phần của đô tăng lên rất là mạnh từ ở vùng như là 5 chấm và tăng lên đến tận cái vùng 9 chấm ha. Và cái vùng điều chỉnh này của thị phần đô thì mọi người còn nhớ là cái ở quãng thời gian đó là đến từ thông tin nào hay không á, là cái quãng thời gian đó thì đến từ thông tin là cái bản cập nhật the merge của Ethereum á, và nó cũng kéo cái mức giá của Ethereum từ ở mức như là 900 đô và lên đến cái vùng cao nhất ở thời gian đó khoảng là tầm 2.000 đô đúng không? Thì người thấy là ở những thời gian đó thì thị phần của đô nó cũng có những sự dịch chuyển rất là mạnh mẽ ha, từ 9 chấm và dịch chuyển lại xuống khoảng tầm là vùng 7 chấm và kéo theo cả thị trường ha. Lúc đó thì người thấy là BTC nó cũng có cái đà tăng lên đến khoảng tầm là 24.000 ha, tăng từ ở những mốc như là dưới 20.000 và tăng lên đến cái vùng cao nhất khoảng thời gian đó khoảng là 24 đến 25.000 ha. Và trong thời gian qua thì chúng ta lại có một cái sự dịch chuyển mà đáng chú ý của cái thị phần của USDT là vào khoảng thời gian như là tháng 11, thì lúc đó thì mọi người thấy là bên Fed thì cũng có một số những thông tin là giảm chậm cái đà tăng lãi suất lại đúng không? Thì thị trường chứng khoán có những sự phục hồi rất là đáng kể ha, nhưng mà thị trường crypto chúng ta thì cái thông tin xấu lại đến từ cái vụ sụp đổ của FTX thì cũng làm cho cái thị phần của đô cũng tăng từ mốc như là 6 chấm ha, và tăng lên đến những mốc như 9 chấm. Và trong thời gian qua thì mình thấy là cái mô dịch chuyển của đô là thị phần của đô thì nó có sự dịch chuyển, cái độ dốc của nó cũng xuống khá là nhiều ha, mà kéo theo cả thị trường của chúng ta thì màu sắc xanh hoàn toàn là xanh ha, là mức giá BTC nó cũng tăng từ mức như là ở những cái vùng sideways trước đó ha, là cái mức khoảng là 16k8 ha, và cũng tăng một mặt lên và phá qua khỏi những cái kháng cự quan trọng của nó là cái vùng 19k5 ha, và tăng một mặt đến cái mốc như là 21k. Và trong vài ngày gần đây thì mọi người thấy là giá BTC thì cũng sideways ở trong cái giai đoạn khoảng tầm là 21k ha, và đến thời gian như là tối hôm qua thì BTC nó cũng đã có những cái sự dịch chuyển mình thấy là khác biệt ha, so với lại là cái quãng thời gian gần đây. Thì chút nữa thì mình sẽ là xem về gọi là cái đường giá của BTC ha. Thì hiện tại thì mọi người cùng xem là cái thị phần của BTC. Thì trong thời gian qua thì thị phần của BTC thì cũng đã có những sự dịch chuyển cũng khá của chúng ta hết sức chú ý đúng không? Nhưng mà đến thời gian tối hôm qua thì mọi người thấy là cái mức giá BTC nó cũng có những sự điều chỉnh ha. Nhưng mà cái sự điều chỉnh này của BTC mà nó lại trái ngược lại ha, là cái thị phần của BTC nó cũng sẽ phải có những sự điều chỉnh đúng không? Nhưng mà sự cái thị phần của BTC thì mình thấy là nó lại có dấu hiệu là nó tăng nhẹ ha. Tăng nhẹ thì cái vấn đề này làm cho như thế nào ha? Làm cho mọi người thấy là mặc dù BTC nó cũng mới chỉ điều chỉnh khoảng là 4 đến 5% đúng không? 4 đến 5% thôi. Nhưng mà mọi người thấy là một số những đồng altcoin khác thì nó điều chỉnh lên đến khoảng tầm là 10%, hoặc thậm chí là có những đồng nó điều chỉnh khoảng tầm là 15 hoặc thậm chí là 20% ha. Thì cái vấn đề này là nằm ở là thị phần của BTC thì nó đã có những sự dịch chuyển tăng lên, làm cho một số những đồng altcoin khác thì mọi người thấy thì nó đang có những sự điều chỉnh nhiều hơn rất là nhiều so với lại là cái mức giá của BTC ha. Thì tiếp đến thì chúng ta cũng sẽ là xem về gọi là cái xu hướng hiện tại của BTC. Thì trong ngày hôm qua thì cũng đã có những lúc là BTC nó cũng đã gọi là nó có tín hiệu giống như là nó break out đúng không? Gọi là nó fake break ra ha. Ở cái mức khoảng là vượt qua khỏi cái mức khoảng là 16k5 ha. Và cái mức giá cao nhất mà BTC đạt được ở trong khoảng thời gian ngày trước đó ha, là vào khoảng là 21k6 thì nó cũng có tín hiệu là nó fake break ra ha. Thì cái vùng là 21k5 thì cái mình cũng nói là cái mức vùng này thì chúng ta cũng sẽ phải hết sức chú ý ha. Thì nếu mà trường hợp nếu mà break hẳn ra được cái khu vực khoảng 21k5 này thì chúng ta sẽ thấy là BTC rất là dễ nó sẽ tiến đến những cái mốc như là 21k6. Nhưng mọi người thấy là ngày hôm qua thì BTC những cái nến hash 4 của nó thì mọi người thấy là những cái nến hash 4 của nó thì nó cũng tạo được cái tín hiệu gọi là rút râu đúng không? Cũng đã có khoảng tầm hai cái nến hash 4 ở khu vực này. Thì nó cũng một cái nến này cũng xảy ra ở cái vào khoảng tầm ngày 17 ha, và một cái nến thì cũng xảy ra vào khoảng tầm là ngày 18 là ngày hôm qua. Thì mình thấy là những cái nến hash 4 nó cũng có tín hiệu rút râu ha, và nó cũng thể hiện cái sự phá vỡ giả khu vực này. Và nếu mà chúng ta lại xem về những cái khung nhỏ hơn của BTC là khung H1 để chúng ta thấy là những cái xu hướng của BTC ở trong thời gian qua cũng như là thời gian hiện tại thì xem như thế nào.
Thì trong thời gian qua thì mọi người thấy là BTC nó cũng di chuyển cũng khá là nhiều ha. Nó dành phần lớn thời gian của nó di chuyển ở trong cái khoảng mức khoảng là 21k ha, và chúng ta cũng có một gọi là một cái training range ở khu vực này ha. Thì mọi người thấy là trong thời gian qua thì những cái nến H1 của BTC thì hầu như là đa phần nó dành thời gian nó di chuyển ở cái mức giá khoảng tầm như là tầm là gần trên dưới 21k ha. Mọi người thấy là nó cũng tôn trọng cái trend line ở khu vực này như thế này ha, và khi mà nó cái đường giá của nó cũng chạm đến cái vùng biên trên của trend line ha, và sau đó thì nó cũng bật xuống ha, và khi mà cái đường giá của BTC nó chạm đến cái vùng biên dưới của trend line thì nó cũng bật lên ha. Nhưng mà trong những thời gian như là sáng hôm nay ha, rạng sáng tối qua và rạng sáng hôm nay thì mới thấy là cái đường giá BTC thì nó cũng đã có những tín hiệu của nó phá vỡ qua khỏi cái cân tăng giá này ha, cho ta thấy được rằng là ở những trong những xu hướng ngắn hạn thì cái việc tăng giá của BTC thì nó sẽ không còn được đẹp nữa. Thì ở ngay cả ở những video gần đây, cách đây khoảng tầm vài ngày ha, thì mình cũng đã nhận được cho mọi người thì ở trong những thời gian ngắn thì BTC cũng đã có những cái sự tăng trưởng cũng tương đối là mạnh rồi ha. Thì chúng ta cũng không có nên FOMO ở những cái vùng giá này nữa, và chúng ta có thể là nên đợi cho tín hiệu của BTC nó về, nó backtest lại về một vài cái vùng giá quan trọng ha. Thì mình cũng đã nói là rồi, là cái mức giá mà BTC chúng ta có thể là chú ý ha, thì có thể là sẽ là cái mức giá khoảng là 19k5, 19k đến 19k5 ha. Tại vì cái mức giá đó thì mọi người thấy là BTC nó cũng là tạo ra một cái khoảng gap ở trên sàn CME là cái mức giá khoảng tầm 19k ha. Và nếu mà chúng ta đo Fibo thì BTC nó cũng cái vùng mà chúng ta có thể là lưu ý ha, là cái mức khoảng là Fibo vùng Fibo khoảng tầm là 0.618 ha, đến giờ là 0.5. Là cái mức Fibo này là một cái mức Fibo khá quan trọng ha. Thì BTC ở cái vùng này thì nó cũng chạm ở cái mức là khoảng tầm 19k ha. Thì mình nói là mà không không biết chắc rằng là BTC nó có thể nó sẽ nó về nó bắt test lại hoặc là nó về những cái vùng này hay không, nhưng mà chúng ta sẽ còn rất là nhiều những cơ hội để chúng ta mua BTC dưới cái mức giá khoảng tầm 20.000 ha. Nên trong những thời gian ngắn hạn chúng ta thấy là BTC nó cũng đã tăng khá là mạnh rồi, thì chúng ta cũng không có nên FOMO và mua đổi nữa ha. Và trong những thời gian hiện tại thì mọi người thấy là hiện tại thì thị trường chúng ta cũng còn một số những thông tin mà để là hết hết sức quan ngại ha. Ví dụ như là mình thấy là thông tin hàng đầu là đến từ là DCG ha. DCG là mọi người cũng biết là một cái công ty mẹ là quản lý rất là nhiều những công ty con nổi tiếng ha. Và trong năm 2021 là cái số lượng tài sản mà DCG mà nắm giữ cao nhất thì mình nhớ đâu đó là cái con số được thống kê ở mức khoảng là 40 tỷ đô la ha. Và hiện tại thì mặc dù là một số những cái loại tài sản của họ thì đã có những sự điều chỉnh rồi, nhưng mà hiện tại thì cái số lượng tài sản mà DCG nắm giữ thì cũng ở mức khoảng tầm 10, 12 tỷ đô la, khoảng tầm 12 tỷ đô la khoảng đó. Thì nếu mà trường hợp mà Genesis phải bán ha, ví dụ trường hợp mà Genesis phải trả nợ cho những cái chủ nợ ha, và ở đây nhất là mình thấy là một cái con số khá lớn là đến từ 900 triệu đô la đến từ những cái người dùng của Gemini, thì có thể là DCG sẽ phải bán một số loại tài sản ha. Thì thị trường chúng ta hiện tại thì mình thấy là cái thông tin là tương đối là xấu thì đến từ là DCG ha. Thì hôm nay thì mình cũng đã cập nhật tình hình thị trường cho mọi người ha. Thì nếu mọi người thấy video hữu ích thì có thể để lại một like cũng như đăng ký kênh hoặc bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường ha. Thì mình xin hẹn gặp lại mọi người ở trong những thời gian sau ha. Cảm ơn mọi người.